Dạ, shop Thanh Trực mến chào quý cô chú và anh chị đã đến với kênh đồ xưa Mê Công. Thì hôm nay shop em có một số đồ gốm, đồ đồng và đèn dầu để giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị. Thì lời nói đầu tiên thì em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đóng hộ shop của em. Rồi mã số 1 xe đầu tiên hôm nay thì em có một cặp tỳ hưu ngang quý cô chú và anh chị. Chất liệu là bằng đồng ạ. Đó. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Cái người ta chạm vào độc con tỳ hưu này nhìn rất là có hồng luôn nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của con tỳ hưu này là 36, chiều dài từ trước mà ra đến cái đuôi của nó ở phía sau này là 51. Hai con này thì nó có trọng lượng nặng là 18 kg hai con này nha quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 1 xe đầu tiên hôm nay em giao lưu cho quý cô chú anh chị cặp tỳ hưu này 11 triệu. Em bao đánh bóng và em bao xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 2 này thì em có một cái khuôn bánh kẹp. Chất liệu là bằng đồng, cái tay cầm của nó thì nó bằng sắt nha quý cô chú và anh chị. Khuôn này mình vẫn còn đổ bánh được ạ. Chiều dài của cái khuôn này là 52, ngang lại là 15. Rồi cái khuôn bánh kẹp này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận U Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557, đó là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 3 này thì em có một cái cù lao. Cái cù lao này bằng chì ạ. Theo thời gian thì nó cũng hơi bị mớp nhẹ một chút xíu nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao là 13, đường kính ngang lại là 23. Rồi cái cù lao này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 700.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 4 này thì em có một cái tâm sơn, chất liệu gỗ là gỗ trắc ạ. À. Ở trên cái mặt tâm sơn của mình thì nó có một miếng đá vân mây nhỏ nó nhăn của cô chú và anh chị. Đây ạ. À. Chân đế của nó đây ạ. À. Chiều cao là 13, chiều dài là 50, ngang lại là 14. Rồi cái tâm sơn này thì em giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 5 này thì em có một bộ tách trà này ạ. Gồm 6 cái ly và cái bình trà và cái dĩa ạ. Cái ly của mình thì cũng rất là lớn nha quý cô chú và anh chị. Chân đế là đều có mộc hết ạ. Chiều cao của cái ly này là 6 phân. Đường kính ngang lại là 7 sân. Chiều cao của cái bình trà này là 12. Quanh bụng là 40. Rồi một bộ tách trà này em giao lưu giúp quý cô chú anh chị là 1.200.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 6 này thì em có một cái dĩa hòn gốm Nhật ạ. Bên trong dĩa, chân đế của nó đây ạ. Đường kính dĩa là 28. Rồi cái dĩa này em giao lưu giúp quý cô chú anh chị là 400.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 7 này em cũng có được 5 cái dĩa hòn gốm Nhật này nữa ạ. Hàng vẽ tay hết cho cô chú và anh chị. Đây ạ. Chân đế của nó đây ạ. Đường kính dĩa là 24. Rồi 5 cái dĩa hòn gốm Nhật này em giao lưu với cô chú anh chị là 500.000. Em bao phí xếp cho cô chú và anh chị. Rồi mã số 8 này em cũng có được 5 cái dĩa hòn gốm Nhật nữa ạ. Dĩa này nhìn rất là dễ thương luôn ạ. Chân đế đó. Đường kính dĩa này là 19. Rồi 5 cái dĩa này em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 9 này thì em cũng có được 5 cái dĩa hòn gốm Nhật này nữa ạ. À. Hoa văn họa tiết là được vẽ bằng tay, hòn thì liền lạc và lành lặn luôn. Đường kính dĩa này là 17. Rồi 5 cái dĩa này em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 10 này thì em có được 2 cái dĩa hòn pha lê này ạ. À. Đường kính dĩa là 18. Rồi hai cái dĩa hàng pha lê này em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 600.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 11 này thì em có được 5 cái tô nhỏ này ạ. À. Đây là cũng là hàng gốm Nhật luôn ạ. À. Chân đế ạ. Chiều cao của cái tô này là 4 sân, đường kính ngang lại là 16. Rồi 5 cái tô này em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 12 này em cũng có cái tô hòn gốm Nhật này nữa ạ.
Tô này nhìn rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 8 sân, đường kính ngang lại là 25. Rồi cái tô hoàng gốm Nhật này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mở số 13 này thì em có được 9 cái chén hoàng gốm Nhật này ạ. Chén chiếc nón này ạ. Bên trong thì nước men rất là sáng luôn nha quý cô chú và anh chị. Chân đế của nó đây. Thì ở 9 cái chén này thì nó có một cái chén này nó bị ấy nhẹ một chút xíu chỗ này nha quý cô chú và anh chị. Còn lại 8 cái chén còn lại là hoàng liền lạc ạ. Chiều cao là 5 sân, đường kính ngang lại là 12. Rồi 9 cái chén này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 700 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 14 này em có được 10 cái chén này nữa ạ. Bên trong đây ạ. Chân đế nè. Chén này rất là mỏng và nhẹ nghe quý cô chú và anh chị. Chiều cao là 5 sân, đường kính ngang lại là 12. Rồi 10 cái chén này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 800 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 15 và mã số 16 này thì em có một cặp đèn này ạ. Cái bầu của nó là pha lê. Cái cây số 15 thì cái chân là bằng đồng. Còn cây số 16 cái chân của nó là asimon ngang quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái đèn này là 62. Đường kính bầu là 12. Rồi mỗi cái đèn này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2.700.000 một cây. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 18 này em có cái đèn này lớn hơn ạ. Cái chân thì cũng bằng là asimon, nó có một khúc đá cẩm thạch ở đây nghe quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái đèn này là 65. Đường kính bầu là 14. Rồi cái đèn này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2.800.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 18 và mã số 19 này thì em có được hai cái bình gốm chu đậu, bình rượu này ạ. À. Hàng thì cũng liền lạc hết ạ. À. Chiều cao của cái bình này là 15. Quanh bụng là 44. Rồi mỗi cái bình này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 900 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 20 này thì em có một cái bình bông. Cũng là hoàng gốm chu đậu này luôn ạ. À. Chiều cao là 29. Ngang miệng bình là 11. Quanh bụng là 62. Rồi cái bình bông này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 21 này thì em có một cái ché cũng là hòn gốm chu đậu luôn ạ. À. Cái ché này nó không có nắp ạ. À. Chiều cao là 42. Ngang miệng ché là 22. Quanh bụng là 1m18. Rồi cái ché hòn gốm chu đậu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2 triệu. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 22 này thì em có một cái ché hoàng lấy thiêu ạ. À. Ở cái miệng ché và có quai này thì em đã làm lại nghe quý cô chú và anh chị. Còn từ cái thân này mình đi xuống nó là lành tích ạ. À. Chiều cao của cái ché này là 65. Ngang miệng ché là 24. Quanh bụng là 1m27. Rồi cái ché hoàng lấy thiêu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2.800.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Phú của em. Rồi mã số 23 này thì em có một cặp bình gốm hoàng gốm tàu ạ. À, hoàng vẽ tay nghe quý cô chú và anh chị. Tích là song long ạ. À. Chiều cao của cái bình này là 60. Ngang miệng bình là 20. Quanh bụng là 94. Chân đế của nó là có mộc ạ. À. Rồi một cặp bình hoàng gốm tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 3.500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 23 cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì cuối clip em cũng mến chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và em cảm ơn.